bây giờ họ đã bao được cái vòng tròn như các bạn. Đây là hoạt động lưới bao ở Kiên Giang. Giờ xem kết quả có cá không nha các bạn. Giờ các cái lưới nó đã ở vòng tròn rồi, vô một thành một vòng tròn. Giờ quay đầu lại để gom lưới nha các bạn. Bao một cái dòng rất là lớn. Cỡ kích thước một cái sân, hai cái sân bóng nhỏ như các bạn. Giờ kéo lưới vô. Quá trời cá các bạn, nhảy nó quá trời vậy.
các bạn thông cảm nha, tại vì cái vỏ nó quay ra ngoài phía mặt biển này, mình ở trong bờ mình không thể quay rõ ràng được cá nó lên các bạn, đáng tiếc. Cá vô cái mẹ cá này cũng nhiều nha các bạn. Cá nhảy lên rất là nhiều nha các bạn, cá nhỏ cũng dính cũng nhiều quá trời. Rác còn quá trời rác nha. Giờ là phân loại rác, lựa ra rác này dục ra ngoài để kéo lên cho nó nhẹ, hộp cá lên các bạn. Quá trời cá.
nãy giờ mình quan sát là được khoảng 5-6 sọt như vậy. 5-6 sọt cá luôn. Bao nãy giờ chưa được nửa tiếng hồ. Tại gió nó quay cái vỏ qua bên kia rồi mình không thấy rõ như vậy, thông cảm như vậy. Xong một mẻ cá đó, bây giờ tiếp tục đi tìm chỗ để gãi lưới mới nha các bạn.